Tôi về làm tí bia. Ừ, thế để tôi vậy. Ánh sáng gì kia? Cái gì ấy nhỉ? Đi, qua đó xem thử. Hai bạn ơi, sao đứng ở trên đó vậy? Hay mình bị ảo giác? Thôi đi về đi. Rõ ràng là mình nhìn thấy, không lẽ hoa mắt à? Chạy nhanh, người ngoài hành tinh đây. Hai thằng ngu nhát như cái. Thế hả?